Xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn. Có lẽ cô Sáu, đặc biệt là cô Sáu, đã quên mất cái lời dạy của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mà phải nói ở đây là hai mẹ con cô Sáu. Tại sao lại nói như vậy thì chúng ta bắt đầu vào trò chuyện với nhau trong cái video này. Trước khi mất hay là khi còn sống đi, chúng ta phải nói là đúng ra là khi còn sống thì cố nghệ sĩ Vũ Linh đã dặn dò tất cả mọi người là căn nhà đó không được bán. Nhưng không hiểu tại sao đến thời điểm hiện tại, cô Sáu sau những cái câu chuyện liên quan đến những cái vấn đề tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh lại đòi phân chia tài sản đối với Hồng Loan. Và rõ ràng là căn nhà đó không phải để bán. Nếu như chúng ta theo dõi tất cả các nền tảng mạng xã hội, từ TikTok, từ Facebook cho đến YouTube, thì chúng ta đều thấy là cố nghệ sĩ Vũ Linh đã dặn dò kể cả Hồng Phượng hay là Hồng Loan. Nhưng sao câu chuyện này nó lại đưa chúng ta đến một cái cung bậc cảm xúc mà đến bây giờ nó lại là một cái cao trào. Cái việc tranh chấp tài sản nhà họ Võ thì giờ nó lại là một cái câu chuyện cho toàn xã hội đang theo dõi. Vì vậy thì chúng ta nhìn nhận tại sao nó lại như vậy. Trong suốt cái quá trình thì chúng ta đã thấy những câu chuyện pháp lý nó sẽ diễn ra, và đến thời điểm hiện tại thì nó sẽ căng thẳng, và không biết là những người trong cuộc sẽ đối mặt với nó như thế nào, đối mặt với khán giả ra làm sao. Nhưng những cái chi tiết liên quan đến vấn đề pháp lý thì giờ nó đã diễn ra. Bằng chứng là cô chú anh chị và các bạn đã thấy Hồng Loan, chị ấy đã kêu gọi tất cả mọi người chuyển tiền, có phiếu chuyển tiền cho người này người kia, đặc biệt là bên phía cô mẹ con cô Sáu Bảo. Thì phải biết rằng là chị ấy đã không còn muốn nói chuyện tình cảm với những người này nữa rồi. Bởi vì thời điểm hiện tại là thời điểm mà bản thân mẹ con cô Sáu Bảo có lẽ là cũng chẳng nói chuyện tình cảm với Hồng Loan nữa. Cho nên là câu chuyện nó sẽ diễn ra theo một cái chiều hướng có thể là sẽ đi đến những vấn đề pháp lý căng thẳng hơn ở cái giai đoạn tiếp theo. Nhưng một chi tiết mà người ta đặt ra câu hỏi là ai là người đứng sau những cái vấn đề mà ví dụ như chị Hồng Loan chị nói, và đặc biệt là cái việc là những tài sản trên người cố nghệ sĩ Vũ Linh do ai lấy, tại sao lại biến mất một cách bất ngờ và không để lại dấu vết. Cứ mỗi một câu chuyện, mỗi một tình tiết nó diễn ra hàng ngày thì lại có một cái vấn đề mà người ta đặt ra. Chúng ta hãy nhớ rằng là khi mà chúng ta tẩm niệm hay là gia đình chúng ta có người ra đi, thì chúng ta đều thấy rằng là mọi người tập trung, những anh chị em ruột hai bên nội ngoại tập trung vào tắm rửa, thì sau đó là những cái đồ trang sức thì đa phần là sẽ đưa theo người đã mất, đưa theo người đã mất. Và đặc biệt là có những cái phong tục nó rất là linh thiêng đến với cái câu chuyện đó. Nhưng trong câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì nhiều người ta đặt ra cái vấn đề là với những người như cố nghệ sĩ Vũ Linh thì phải được cho rất nhiều tài sản, đặc biệt là cho tặng từ phía khán giả cũng như là tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh khi chú ấy còn sống thì sẽ như thế nào. Tức là những cái tài sản đó sẽ được cố nghệ sĩ Vũ Linh trân trọng và cất, một là vào tủ, hai là vào két sắt, ba là cố nghệ sĩ sẽ đeo trên người, giữ bên mình. Thứ tư nữa là một vài người thân thiết nào đó. Nhắc đến cái tình tiết này thì bây giờ người ta mới lại đặt ra câu hỏi là nếu như những cái tài sản đó ở trên người, ở trên cơ thể của cố nghệ sĩ, khi cố nghệ sĩ ra đi thì ai là người lột nó ra, và lột nó ra thì có đưa cho Hồng Loan hay không. Đáng ra những cái này chúng ta phải lưu ý một điều là về mặt pháp lý, về mặt pháp luật, khi cố nghệ sĩ Vũ Linh ra đi thì cái người thừa kế ở hàng thứ nhất đó là cha mẹ ruột, con ruột đấy, cái người thừa kế ở hàng thứ nhất nhé, và trong đó là có Hồng Loan, thì những cái tài sản đó phải được giao cho Hồng Loan. Tôi nói ở đây là tất cả những tài sản trên người của cố nghệ sĩ Vũ Linh phải được giao cho Hồng Loan. Vì sao? Vì thứ nhất là Hồng Loan là người con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh, và tôi nói ở đây không nhắc đến con ruột hay con nuôi. Điều thứ hai nữa là Hồng Loan mới là người được thừa hưởng cái tài sản đó. Thứ ba nữa, Hồng Loan mới là người có quyền quyết định những cái tài sản đó. Nếu nó ít thì có thể đưa theo nghệ sĩ lên nơi an nghỉ. Nhưng nó nhiều thì Hồng Loan có quyền để những cái đó lại làm kỷ vật của cố nghệ sĩ, để cho khán giả đến
thăm đến viếng, được chiêm ngưỡng, được chụp hình. Và sau này thì Hồng Loan là người có quyền quyết định đến cái số tài sản đó để làm gì, đúng không ạ? Nhưng câu hỏi đặt ra là ai là người lột những cái số tài sản đó đi và không đưa cho Hồng Loan? Nếu chiếu theo những quy định của pháp luật thì đó có phải là tội ăn cắp hay là tội chiếm đoạt tài sản hay không? Thứ nhất, chúng ta nhìn nếu như chuyện đó xảy ra, người nào đó đang giữ cái số tài sản đó, người nào đó đang giữ cái số tài sản đó mà không đưa cho Hồng Loan, khi mà Hồng Loan nói rằng có mất một số tài sản, ví dụ như là đồng hồ hay là tiền trong két sắt, trị giá của nó đến hàng trăm triệu đồng đó nha cô chú anh chị và các bạn, thì tội trộm cắp tài sản với cái tính chất như vậy thì nó lại là một cái tội khác đó. Và người ta đặt ra câu hỏi ai là người lột, chúng ta vẫn đang thắc mắc ai là người lột nó đi, ai là người lột những cái số tài sản đó, lấy những cái số tài sản khi mà cố nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống và không đưa. Có rất nhiều chi tiết đã được mọi người đưa ra, đó là người quản lý hay là em hay là cháu gì gì đó đi, đúng không ạ? Bà chị ruồi hay là bà sáu bào hay là những người như là bảy báo. Sau này khi những cái câu chuyện nó diễn ra thì họ đã ngồi lại với nhau và Hồng Loan không biết gì về những câu chuyện đó. Vậy những số tài sản đó người ta nếu ra pháp luật sau cái đơn tranh chấp tài sản mà bản thân Hồng Phượng chị ấy đã kiện tụng và đã nói á, thì chúng ta phải nhớ rằng là đó là những điều mà bản thân chị Hồng Loan sẽ nhờ đến cơ quan chức năng. Thì khi nhờ đến cơ quan chức năng thì từ chi tiết này sẽ ra chi tiết khác. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng là có những vụ án chỉ đơn giản là những chi tiết nhỏ nhẹ bình thường, nhưng sau đó thì cơ quan chức năng điều tra thì lại ra rất nhiều thứ. Thế cho nên là nếu như những người nào đó hoặc cơ quan chức năng công an dùng biện pháp nghiệp vụ mà từ câu chuyện dân sự mà lại ra những vấn đề hình sự, mà nếu như ai là người đang giữ cái số tài sản đó thì thôi, tốt nhất là khôn hồn đưa lại cho Hồng Loan và trả lại cho Hồng Loan những cái số tiền, chứ đừng có ngồi đó để nói rằng là Hồng Loan còn phải trả thêm tiền cho mình. Trả cô chú chị và các bạn cũng đã biết rồi, Hồng Loan phải trả thêm tiền này tiền kia đấy, đừng có nghĩ vậy. Lấy của cái ai chứ lấy của người đã nằm xuống là một điều rất là nguy hiểm cho mọi người. Những người đã mất thì rất là linh thiêng. Thế cho nên là chúng ta cũng hãy nhớ rằng là chiếu theo những cái quy định của luật hình sự, chiếu theo những cái quy định về pháp luật, thì nếu như những người nào đó chiếm đoạt những cái tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh khi cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa nằm xuống, và sau khi câu chuyện tranh chấp diễn ra, những cái vấn đề mà Hồng Loan đang chia sẻ và nếu như nó được làm rõ thì có lẽ người lo nhất là ai thì cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rồi. Thật sự là như vậy, đúng không ạ? Thật sự là như vậy, bởi vì đó là những cái tài sản của người đã mất và tài sản đó phải thuộc về những người đáng được thừa hưởng, đó là Hồng Loan, là con ruột của cố nghệ sĩ. Đây là một điều không thể không phải bàn cãi đi đâu cả. Và nếu như điều tra ra thì những người đang đứng sau mà người ta quan tâm á, là mẹ con cô Sáu này. Mẹ con cô Sáu là người mà rất nhiều cô chú anh chị và khán giả đặt ra những cái vấn đề đó, nghi ngờ hay là gì gì đó, thì những người sẽ được mời đến làm việc đầu tiên là Hồng Loan, là người trình báo tố giác chẳng hạn, nếu như chị Hồng Loan chị làm những cái việc đó. Và điều thứ hai nữa là những người có liên quan là người thân thiết như bảy báo này, sáu bào này, phượng ruồi này, rồi những người khác nữa, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm gì? Kiểm tra, lấy lời khai và viết bản tường trình. Nếu như mà chúng ta không có vi phạm, chúng ta không làm những việc khuất tất thì hẳn nhiên là không sao cả. Nhưng nếu chúng ta làm thì nó còn liên quan đến việc trộm cắp tài sản hoặc là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn cái việc Hồng Loan chị ấy sở hữu, chị ấy làm gì với những cái số tài sản đó là một chuyện, là quyền của chị ấy. Những người kia không có quyền để chất vấn và hỏi. Tôi nói ở đây là những người kia không có quyền chất vấn và hỏi, mà Hồng Loan mới là người có quyền
kiểm tra xem những cái số tài sản đó nó đi đâu, nó nằm ở đâu, nó về đâu. Còn câu chuyện ở đây chưa nói đến vấn đề là sao kê nó phải minh bạch như thế nào. Đó, giống như là con tiên ngáo ở bên bên kia đó. Tiên ngáo ở bên kia làm việc thì chả ăn ai không biết là đủ ăn hay không, nhưng mà cứ chõ mõ về Việt Nam nói những cái câu chuyện rồi vu khống bịa đặt cho Hồng Loan. Chính vì những cái vấn đề mà bị vu khống bị bịa đặt thì chắc chắn là Hồng Loan sẽ làm tới, mà phải làm tới. Làm tới để làm gì? Làm tới để cho những cái con người này bớt đi những cái việc là vu khống và bịa đặt. Và chúng ta ở đây gọi là nói láo đó, quý vị các cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái việc rất là rõ ràng nhé. Không ai có quyền vu khống bịa đặt cho người khác. Chúng ta có quyền chia sẻ nói ở một góc độ nào đó. Nhưng trong cái câu chuyện của nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh ấy, thì bản thân Hồng Loan đã bị vu khống và bịa đặt rất là nhiều, đặc biệt là những thành phần liên quan đến bảy báo, rồi sáu bào, rồi Phượng Ve, và một số cái thành phần mà phải nói là ở hải ngoại nhé. Không hiểu không biết thì cái chuyện gì ở trong nước, nhưng mà cái chõ mõ về để tấn công và xúc phạm người ta đó, đấy là một cái việc rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đấy là một việc rất là nguy hiểm nha mọi người. Đấy là những kẻ cần phải 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 được đưa ra ánh sáng, và hy vọng là những người, những kẻ nào đó lột những cái món đồ trang sức của cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ phải trả giá trước pháp luật. Và trước khi kết thúc video thì xin được gửi tới cô chú anh chị và các bạn đây là những sản phẩm đông trùng hạ thảo, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo khô và tươi của Estam TV. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho những sản phẩm mà Estam TV đang bán. Đông trùng hạ thảo rất tốt cho cô chú anh chị và các bạn bị tiểu đường, tim mạch, hen suyễn, cao huyết áp, đau lưng, nhức mỏi, yếu sinh lý. Đặc biệt những sản phẩm này thì Estam TV có gửi qua nước ngoài. Bản thân Estam TV là người có xưởng nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Rất hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ ủng hộ. Rượu đông trùng hạ thảo thì rất tốt cho tất cả mọi người, cho nam giới yếu sinh lý, hay là chúng ta dùng làm quà, làm thuốc, hỗ trợ điều trị những cái bệnh liên quan mà chúng ta có thể dùng. Còn đối với mật ong ngâm đông trùng hạ thảo thì rất tốt cho tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ có nhu cầu về làm đẹp da, chăm sóc da, bởi vì những sản phẩm đông trùng hạ thảo thì nó có luôn ở trong những cái sản phẩm làm đẹp da cho phụ nữ. Và đặc biệt là nó rất tốt cho tất cả mọi người. Nó có thể dùng làm thức ăn, trong những cái sản phẩm mà chúng ta dùng nấu ăn hàng ngày, chúng ta có thể làm gia vị, nó rất là tuyệt vời. Và giá cả thì đều rất phải chăng. Xin được cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe, bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo.